Vẫn còn nhớ khi đế chế mới được phát hành vào năm 2001 là nổi khắp thế giới. Lúc đó máy tính khá là đắt đỏ, muốn chơi đế chế phải ra quán net. Khi đó ăn xài tiết kiệm, thậm chí là đi suốt cả đêm đến quán net chơi đế chế với bạn. Hôm sau nằm ườn ra bàn mà ngủ, giáo viên phát hiện là bị phạt. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng đế chế cũng ra bản mobile. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc cũ, vẫn là cách chơi ngày xưa. Chỗ khác là bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể chơi bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Các anh em mau đến tìm lại cảm giác sục sôi nhiệt huyết ngày xưa đi.